Chào chào bác ạ. Chào bác, đợt này chồng cháu giao cho bác cái loa. Đợt trước đi trên xe bé, lần này đi xe to. Vẫn xe này đấy bác. Vẫn xe này thôi, nhưng bác nhìn trên mạng nó trông nó nhỏ thôi. Đưa vào đây anh ạ. Nữa đây, cứ nữa đây. À để xe ngoài, để xe ngoài cho thoáng. Cứ để ngoài cho thoáng cũng được. Vâng, để ngoài cho thoáng cho cháu sân rộng rãi cho bác cháu mình kết loa cho nó thoải mái. Thôi, bác ra ngoài kia bác đón bọn cháu à? Ờ. Vâng, cháu cũng đoán thế, thấy bác đứng đấy. Cao tuổi bác đạp xe vẫn như thanh niên nhỉ. Thôi thế rồi, xong rồi kéo loa vào thì... Vâng. Thoải ô tô mái. Vẫn được mà, ô tô vẫn đi được mà. Thoải mái. Đi được, không có gì. Bác không nghỉ chưa? Có nghỉ rồi. À nghỉ rồi. Hạ luôn. Đây cái chó này chơi thẳng. Ấy phải, rẽ phải đây. Được, cứ hạ. Cứ để ngoài tháo hộp ra xong rồi. Vâng. Xe lăn vào thôi. Vâng. Rồi. Thế này nó có bánh xe bác ạ. Ừ. Thế nào. Chào chào bác ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Cháu cứ tết của này cho bác nghe xong rồi thì cháu mang vào đấy. Cứ bật đến nã, bật đấy. Cứ bật giặc cho tưng mừng phải không bác? Chân của bác bị sao vậy? Trước đổ đồ này. À. Đấy là thằng em tôi. Vâng. Tôi là ông anh ở trên nhà trên cơ. À, nhà bác cũng gần đây ạ? Ờ, cũng gần đấy. Vâng. Mới trong Tết thì cháu nó mới mua cái. Cháu ở nắm áo cá, nó mới mua. À, cũng có loa có xanh của cháu ạ? Cũng này. Vâng. Ừ. Y hệt như này luôn ạ? Ừ. À. Thế nên chụp mẫu là gửi về đấy. Vâng. Chị Dịu đúng không bác? Dịu. À. Đấy. Càng ngày loa có xanh thì càng nhiều khách hàng quen giới thiệu. Qua chụp mẫu ông gửi. Cho mở nhạc ra cho các bác nghe nhá. Ờ. Không cần đâu ạ, cái này nó có dùng bình ắc quy rồi. Quy dự trữ điện bác ạ. Cần cái này nhà đâu? Mình mất điện là cứ dùng thoải mái. Vâng. Được ạ. Vâng. để lên TV bà ạ. Vâng, lên TV. Mai mà cháu mình cho lên TV. Cho vui. Bluetooth mode. Bluetooth connecting. Please wait. Và cái bật bà bật nào trông màu tí thì gọi đến hát thì quá vui. Ừ. Bác đứng đằng trước là bác nghe cho nó đúng thật thật tiếng. Vâng, đứng ở sau thì nghe nó không thật tiếng. Nghe nhiều thì cái con dâu nó mua tao. Vâng, bác nghe nhiều rồi. Con dâu nghe. Ừ. Nó còn kéo lên chỗ hai lúa này nó mượn. À. Nó mượn hai. Nói cách khác là nhà mình mua loa này đã có chuột bạch rồi. Bác nghe loa cả cháu có thể giống như trên TV không? Không, không trông thấy người. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. J. Christian, Nyver Remix. Preparing and initiating bass test. Bác Hoành nghe có uy lực không ạ? Được. Cháu xin mời các bác, các bà hát vài bài test karaoke. Vâng. Để bật cho các bác hát. Bác cứ hát đi, cứ hát đi, kệ, cứ hát cho vui. Không công nào. Không công. Trong mời bác làm bài đi. Cháu nào biết hát. Thì Luân hát là bài tặng tặng các bác đi.
Hát tặng bác bài. Hát lửa đi em, lỡ ngày kia sống tàn đá mòn. Hát lửa đi em, cuộc tình ta chưa hết đoạn đường. Hát lửa đi em, khơi bên mây đóng lửa đêm đêm. Chuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn, đời ai không có những tâm sự. Chuyện ngày xưa nắng chưa ngả bóng dừa, bên đường mòn hai đứa. Anh đánh đàn, em thì làm ca sĩ, nghe cũng buồn lắm đi. Ngày đó đã xa rồi, thương tím sâu lên môi. Hoàng qua trong đời, tình xưa tìm tới. Ai ngờ, bây giờ, sống lại giấc mơ. Hát nữa đi em, lấy vầng trăng tô đẹp má. Hát nữa đi em, dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hát nữa đi em, mỗi bước dài nối liền tương lai, rồi ngày mai có nhau trong đời. Đường đi hoa nữa say bác, các bác nghe anh Luân hát được không ạ? Vâng, cảm ơn các bác. À, các bác hát thử với chúng con một bài cho thử biết cái chất âm. Mình mua loa mình phải thử chứ bác. Dạ. Dạ. Hay là cứ bật cho bác Hoành hát một vài bài đi. Rồi, rồi. Bóng ném rồi hát thế nào được. Dạ. Tôi được cái chép của bà bảo. Dạ vâng. Thế dạ. Thì cho để loa ngoài kia hay là cho bác vào đây cho bác ạ? À mang đây để thế đi mang loa cho bác đi. Tắt đi. Thế này được rồi. Vâng. Rồi. Dạ. Các bác dễ tính quá, test có tí đã được rồi. Bảo ơi, cách sử dụng như nào? Cách sử dụng sẽ quay đầu này vào trước. Dạ vâng. Đấy. Anh vào trong đỡ cho nó vào tường. À, vừa. Dạ vâng, vừa đẹp luôn. Vừa đẹp luôn. Rồi. Hãy cứ để chúng ta. Dạ. Rồi. Để đây rồi. Đấy, đúng rồi. Cháu hướng dẫn hai bác nhá. Đây, cháu hướng dẫn hai bác sử dụng này. Hơi xa thì chắc là vẫn nhìn được. À, cái nút to đùng này bác này, to nhất này. Là bác chỉnh to nhỏ của nhạc. Đấy là điện nó to nhỏ. To nhỏ của nhạc đấy. Đấy. Thế còn cái nút này, đây có cái chữ mic VOL này là mic vol này là to nhỏ của mic. Mic. Đấy, là hát thì chỉnh cái này to nhỏ mic. Thế còn đâu những cái này thì thôi bác cứ để nguyên cho cháu không phải chỉnh. Vâng, cứ để nguyên. Để nguyên. Không? Đấy. Vâng. Cho dễ. Cái lúc bật tắt điện đây. Tắt đâu? Công tắc ở đây bác nhá. Công tắc đây. Như này là bật này, đèn là sáng là bật này. Bác ấn ngược lại này là tắt. Đấy, nó hát thì mình lại bật lên này. Có một cái dây để cắn. À đây đây đây. Thứ nhất là dây nguồn bác nhá. Đây là dây cấp nguồn. Thì khi mà hết điện hay là khi dùng ở nhà này mình nếu mà mình hát nhiều thì mình cứ cắm thẳng vào điện. Và lưới á, mình hát cho nó ổn định. Đây thì cắm lưới này. Đấy. Đây bác cắm vào đây. Dây được không tới thì bác vâng, nối được đây. Nối được. Đấy. Sau đó cái này bác cắm vào trong ổ này là ok. Cắm vào ổ kia. Vâng. Đấy, là đèn. Cái này nó mới xuống này. Là dạ vâng, đúng mới rồi. Tinh ạ. Vâng, tinh mới tập hộp. Đấy. Rồi cái nhà bên đây họ cũng mới mua như này kia. Cũng y hệt như này ạ. Cái hãng này. Vâng. Thế là ra thì chuyển lên TV thì vâng, để kết nối TV cho bác. Thế. Kết nối bác, TV à đây, luôn. Bác cho con mượn điều khiển. Ờ à, này. Đây đây. Khiển này. À cái khiển đấy. Em bật TV đi xem. Sony. Đấy, chủ yếu là để nghe cái nhạc thôi mà. Vâng vâng. Mình tắt Bluetooth đi. Được rồi. Ok đấy. Kết nối không. Đấy anh phát một bài một video nhạc đây cho các bác nghe. Mở nhạc luôn TV đi.
Đấy. Vâng, đây ạ. Dạ. Đơn giản thôi. Vâng, đơn giản nữa. Con gửi bác cái phiếu bảo hành nhé. Bác ơi, cái tờ giấy này thì bọn con cầm theo để cho bác xem cái phiếu bảo hành chúng con. Vâng. Thế còn chúng con bảo hành cho bác trong vòng 1 năm trên cái phiếu chúng con có lưu trữ trên máy tính. Thì bác có làm mất cái tờ này cũng không ảnh hưởng gì đâu nhé. Thì bác cứ gọi chúng con theo số sáng nay bác gọi. Vâng, đấy. Nói chung là có vấn đề gì bác cứ gọi chúng cháu. Chúng cháu sẽ xử lý cho bác. Từ lâu tôi thì cứ làm cho chắc. Vâng. Vâng. Thế thôi thì chúng cháu xin phép các bác. Thì cảm ơn, chúc sức khỏe các bác nhá. Vâng. Cảm ơn các bác ạ. Vâng, con cảm ơn bác nhá. Vâng. 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 Vâng.